sáng ngày 16 tháng 1, Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ Xuân Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên người lao động trên địa bàn huyện. Dự và trực tiếp trao quà có đồng chí Mai Bán Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các ban phòng ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở và đông đảo đoàn viên Công đoàn Người lao động với chức năng cơ bản là chăm lo đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lạc đã tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình về an sinh xã hội và phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Trong đó trọng tâm là chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ, Tháng Công Nhân, Tháng An Toàn Vệ sinh Lao Động, mái Ấm Công Đoàn, vận động ủng hộ các gia đình đoàn viên người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc đã trao 235 xuất quà trị giá gần 180 triệu đồng cho công chức viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ hai đoàn viên làm nhà mới, sửa nhà mái ấm công đoàn trị giá 70 triệu đồng. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đánh giá cao sự nỗ lực sáng tạo của các cấp công đoàn huyện Ngọc Lặc trong những năm qua, đồng thời mong muốn các cấp công đoàn trong toàn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hơn nữa chăm lo tốt cho đoàn viên lao động, nhất là dịp Tết đến xuân về, không để người lao động nào không có Tết. Chương trình Tết Xuân Vầy hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn trong việc chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên người lao động thông qua hoạt động giúp đoàn viên người lao động nhận thức rõ hơn về vai trò trách nhiệm và tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn hơn, góp phần phát triển đoàn viên, tạo động lực khích lệ động viên đoàn viên người lao động làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp cơ quan đơn vị. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện Ngọc Lạc, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 320 xuất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh. 20 xuất quà của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Lặc và 20 xuất quà của Liên đoàn Lao động huyện trị giá gần 280 triệu đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trao bằng khen của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, và chuyên đề Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2023.